sang cái cầu Bình Kiều lớn quá trời lớn mà. Mà xe xe cứu hỏa không tới kịp luôn. Chết rồi, chết cháy hết xe người ta luôn, tội chết luôn á trời. Ui nổ. Ôi nóng quá. Ôi trời ơi nó nổ. Kho bên cảnh sát giao thông á Thái, mà bây giờ xe cứu hỏa không xuống luôn, chưa xuống tới luôn. Đền cái này là công an mình nghỉ luôn.